Thảo và Tuyết Vinh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị ơi, trong tuần trước thì chương trình đã giới thiệu một thực đơn gồm có 3 món rất là hấp dẫn. Tuyết Vinh tin chắc là quý vị rất thích và đã dành thời gian thực hiện để cho cả gia đình cùng thưởng thức rồi đúng không ạ? Bây giờ thì Tuyết Vinh đang rất tò mò và háo hức muốn biết là ngày hôm nay cô Dự Thảo sẽ chế biến món ngon gì đây. Cô ơi, cô bật mí đi. Hôm nay Dự Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và Tuyết Vinh là một món đầu tiên trong thực đơn của tuần này. Đó là một món mặn mà là một món giả cầy nữa. Giả cầy là một món ăn quen thuộc của người miền Bắc. Và người ta thường hay sử dụng những nguyên liệu ví dụ như là giò heo hoặc là móng heo để mà thực hiện món ăn này. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thay đổi một chút xíu mà mình không sử dụng với giò heo, móng heo mà mình sử dụng với lại các loại gia cầm như là gà, vịt, ngan cũng sẽ rất là ngon. Và quý vị khán giả hãy cùng Tuyết Vinh và Dự Thảo sẽ thực hiện món ăn ngày hôm nay, đó là món vịt xiêm giả cầy. Để thực hiện món vịt xiêm giả cầy thì quý vị khán giả cần chuẩn bị nửa con vịt xiêm có trọng lượng khoảng 800g, một ít ớt sừng, ngò gai, rau ôm, một muỗng canh nghệ băm, mắm tôm, hành và tỏi băm, một ít riềng băm nhỏ, nước mẻ và một trái dừa tươi. Ngoài ra chúng ta sẽ chuẩn bị thêm các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Cô ơi, em thấy là các món giả cầy á bao giờ cũng có nhiều nguyên liệu nè, mà cách làm thì cũng không phải là dễ nữa. Cho nên là ngày hôm nay cô có bí quyết gì hay để có thể chế biến món này thật nhanh mà phải phù hợp với tiêu chí của chương trình là ăn ngon sống khỏe mỗi ngày vui phải không nè? Dạ đúng rồi. Chắc chắn rồi, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chế biến món vịt xiêm giả cầy này đúng với tiêu chí đó. Thịt vịt mua về chúng ta sẽ nướng qua phần da để cho nó hơi có một cái màu vàng và nó có cái mùi thơm. Chúng ta sẽ chặt vừa ăn. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, khoảng 1 muỗng canh nghệ băm, khoảng chừng nửa muỗng canh mắm tôm này. Kế đó là chúng ta sẽ ướp khoảng 1 muỗng canh tỏi băm vào nè. Kế đó là củ hành tím băm nè, khoảng 2 muỗng canh riềng băm, khoảng 3 muỗng canh nước mẻ để tạo nên độ chua và cái mùi vị đặc trưng của món giả cầy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nêm thêm khoảng 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon nữa. Chúng ta sẽ trộn đều tất cả phần gia vị lên cho thật là đều. Tuyết Vinh giúp cô phần này nha. Nhưng mà cô ơi, em vẫn thắc mắc một chút xíu nha, là trong món thịt cầy hoặc là các món giả cầy á, bao giờ người ta cũng phải nướng hoặc là thui sơ qua miếng thịt, tại sao vậy cô? Trong tất cả những cái món giả cầy và trong món vịt xiêm giả cầy cũng vậy, thì trước khi mà chúng ta sơ chế biến thì là cái phần vịt xiêm chúng ta phải nướng hoặc là thui cái phần da bên ngoài để nó vàng xém như vậy. Khi chúng ta nấu thì món ăn sẽ có cái hương thơm đặc trưng của món giả cầy và mới đúng là món giả cầy. Quý vị khán giả sẽ cắt khoanh cái phần ớt sừng này. Các loại rau gia vị còn lại thì quý vị khán giả sẽ cắt nhỏ. Cho một ít dầu vào. Dầu khá nóng rồi, chúng ta cho tỏi băm vào. Chúng ta phi vàng. Rồi bây giờ dầu nóng và tỏi phi cũng đã vàng rồi nè, cho phần thịt vào. Đó, bây giờ thịt vịt đã rất là săn rồi thì quý vị khán giả sẽ cho nước dừa xiêm vào. Và bây giờ thì chúng ta đậy nắp lại nè, để lửa nhỏ, từ từ để cho cái phần vịt này nó mềm và nước nó hơi sắc lại, nó thấm vào con vịt. Cô ơi, mặc dù em biết là món này á thì thịt vịt mềm mới ngon, nhưng mà các bà nội trợ của chúng ta nếu như không có nhiều thời gian thì phải làm sao hả cô? Trong trường hợp mà quý vị khán giả không có nhiều thời gian á thì chúng ta có thể sử dụng nồi áp suất. Nếu mà sử dụng nồi áp suất thì chúng ta nấu món này sẽ rất là nhanh thôi. Chúng ta cho vào nồi áp suất sôi lên khoảng 10 phút thôi là bảo đảm thịt vịt sẽ rất là mềm. Quý vị ơi, nếu như chúng ta không có nhiều thời gian mà muốn món ăn vẫn ngon thì quý vị có thể dùng nồi áp suất để nấu món ăn này. Lúc đó thì thịt vịt sẽ mau mềm hơn đó quý vị. Tuyết Vinh thấy không, bây giờ nước đã bắt đầu hơi cạn lại rồi nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một muỗng canh riềng băm này vào cuối cùng. Và cho thêm cái phần ớt sừng này vào. Cuối cùng là mình cho cái phần rau gia vị hết vào nữa, trộn đều là xong. Cô ơi, rau gia vị á, thì thông thường em biết là phải cho vào cuối cùng rồi. Nhưng mà cái phần riềng băm á, tại sao mình không cho hết vào giai đoạn đầu luôn? Rồi bây giờ để cô tắt bếp rồi cô sẽ giải thích cho Tuyết Vinh rõ. Trong tất cả các loại rau gia vị á, thì thông thường là chúng ta đều cho vào cuối cùng để giữ màu xanh, nè, giữ hương thơm nè. Đối với món vịt xiêm giả cầy này thì cái phần riềng cũng là cái gia vị mà chúng ta cần phải chừa một ít lại cho vào cuối cùng. Như vậy sẽ giữ được cái hương thơm đặc trưng của riềng và làm cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn rất là nhiều. Cảm ơn cô đã chỉ cho em thêm một bí quyết rất là hay ở món này. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng ghi thêm một bí quyết nữa cho món vịt xiêm giả cầy này nha quý vị. Thêm một muỗng riềng băm trước khi tắt bếp sẽ giúp cho món giả cầy có hương vị đặc trưng của riềng và sẽ có mùi vị hấp dẫn hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ múc bày ra tô nè.
Cô cho thêm một ít cái ớt sừng vào cho nó có màu đẹp nè. Tất cả xong rồi, cuối cùng cô sẽ cho một cọng rau ôm vào để cho nó xanh mướt lên, nhìn nó đẹp hơn. Rồi, mời Tuyết Vinh. Dạ, em cảm ơn cô. Thơm quá chừng luôn cô ơi. Vịt rất là mềm đó cô, mà vị đậm đà nè, vừa ăn nữa. Mà quý vị khán giả biết không, món thịt vịt của chúng ta còn rất là thơm mùi mẻ và riền. Những hương vị đặc trưng của món giả cầy phải gọi là trên cả tuyệt vời. Cô cảm ơn Tuyết Vinh rất là nhiều và mong rằng là quý vị khán giả sẽ có thêm một món ăn thật là ngon miệng cho bữa cơm gia đình từ món giả cầy mà làm từ thịt vịt như thế này. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị khán giả thân mến, trong những ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta hãy dành thêm thời gian để thực hiện những món ngon đãi cả nhà của mình nha. Chúc quý vị sẽ có những giây phút thật hạnh phúc bên gia đình của mình. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Chúng tôi rất mong sẽ đón nhận những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một hấp dẫn hơn theo hai cách. Đó là quý vị có thể gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Cô Dự Thảo và Tuyết Vinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.